Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle, nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào ha. Và đây những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người đang có một cái sự gọi là tiết kiệm tài chính rất là nhiều ở đây. Và các bạn là những người có sự gọi là ngay thẳng, chính trực, công bằng, và là một người có sự sáng suốt, không thích những cái sự dối trá mưu mô. Ở đây thì mình thấy bạn đang có sự tập trung vào công việc, sự nghiệp, tài chính, và đang thu hút tiền bà tài đối với bạn. Có khả năng sắp tới là các bạn có thể là sẽ đi rút tiền, hoặc có một cái khoản tiền nào đó sẽ đến với bạn ở đây ha. Rồi, để mình xem 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào ha. Một số bạn mình thấy khả năng trong 24 tiếng tiếp theo này có thể là một số bạn vẫn làm việc rất là chăm chỉ, cật lực ở đây ha. Một số bạn sẽ có nguồn tiền, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó. Và mình thấy một số bạn sẽ trồng cây, có sự gọi là cảm thấy hạnh phúc với những kết quả mà bạn đạt được. Và các bạn có thể là sẽ lên kế hoạch cho những cái công việc tiếp theo trên cái hành trình tương lai. Một vài bạn có khả năng sẽ có cuộc gọi điện từ ai đó, hoặc có thể là từ người thân, bạn bè gì đó ở đây ha. Một vài bạn sẽ hát karaoke, hoặc là hát nhạc sống gì đó trong ngày này cũng có, hoặc là sử dụng nhạc cụ. Mình thấy bạn có thể hiện giọng nói, lời ăn, tiếng nói hoặc là tiếng hát của bạn. Đồng thời có những cái sự gọi là khen ngợi từ người khác, hoặc là một số bạn sẽ nhận được món quà. Một số bạn nữ ở đây có thể là nhận được cái sự tỏ tình, tán tỉnh từ ai đó ha. Và mình thấy các bạn, một số bạn sẽ đi tham dự tiệc tân gia, tiệc cưới, tiệc sinh nhật gì đó ở đây nè. Mình thấy là trong vòng 24 tiếng tiếp theo của bạn khá là khả quan và vui vẻ thôi, chứ không có gì gọi là quá mệt mỏi cả. Mình thấy các bạn có một cái sự suy nghĩ kỹ lưỡng, hoặc là các bạn sẽ nghe được một cái thông tin nào đó mà giúp cho bạn có sự sáng trí hơn, mở lòng hơn và sáng suốt hơn trong hành trình phía trước. Một vài bạn, nếu bạn làm cái điều gì đó thì có khả năng sẽ giành được chiến thắng đó, thành công ha. Hoặc là bạn sẽ có những tin tức thành công, thắng lợi liên quan đến những cái giấy tờ, hồ sơ gì đó mà bạn đang có sự gọi là xử lý ở đây, hoặc là vụ kiện nào đó ha. Một vài bạn thì có khả năng sẽ đến một nơi nào đó có nhiều hoa lá, cây cỏ nè, nơi nào mà có nhiều cái cảnh đẹp. Và các bạn cũng có sự đam mê học hỏi, phát triển kiến thức, nâng cấp bản thân nữa. Và trong ngày hôm nay 24 tiếng tiếp theo này, mình thấy là một vài bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự gọi là tham gia những cái liên quan sự kiện vinh danh nào đó của công ty chẳng hạn, hoặc là hội thảo nào đó. Một vài bạn có khả năng là dọn sen nhà mới, rồi có sự mời mọi người đến ăn tiệc tân gia, rồi vui vẻ và cảm thấy gọi là hạnh phúc, thỏa mãn, hài lòng với cái kết quả mà bạn đạt được, với cái cơ ngơi mà bạn có được như vậy. Một số bạn sẽ có những cái sự sum họp đoàn tụ với gia đình, một số bạn sẽ đi biển ha. Một vài bạn thì ra ngoài giường hít thở trong lành, trồng cây, chăm sóc cây cối rồi đó. Hoặc là một vài bạn, các bạn đang có sự gọi là muốn bứt phá, muốn thay đổi bản thân, muốn mở rộng tầm nhìn, hướng đi của bạn xa hơn, muốn trở nên một con người gọi là
phát triển hơn, cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Các bạn không có muốn gọi là kèm cặp bản thân bạn nữa. Các bạn có những dự tính xa hơn cho cuộc sống của bạn ha. Một vài bạn mình thấy các bạn có sự nhìn lại, nhìn nhận lại, đánh giá lại cuộc sống của bạn ha. Những con đường bạn đã đi qua, hành trình của bạn đã ra sao, bạn có những cái điểm tốt nào, những cái gì mà chưa tốt thì bạn có sự khắc phục nó, thay đổi, muốn cuộc sống mình có sự biến đổi hơn, phát triển hơn. Và bạn sẽ viết ra cái bản kế hoạch cho cái năm 2023 của bạn ha. Một vài bạn thì mình thấy các bạn có những cái tầm nhìn xa như vậy và có hướng đi mới tiếp tục như vậy. Và ở đây cái lá bài này nó muốn có sự trấn an bạn rằng bạn được bảo vệ, và rằng những cái lời cầu nguyện của bạn đã được lắng nghe và hồi đáp ha. Có lẽ gần đây bạn cảm thấy dễ bị tổn thương hoặc là bị tấn công bởi lời nói, tinh thần hoặc là thể chất. Có vẻ như ai đó đang thách thức bạn, và vũ trụ cũng như các thiên thần hộ mệnh của bạn muốn bạn biết rằng các ngài đang theo dõi bạn và những người thân yêu của bạn. Đây là một dấu hiệu cho thấy một số cảm xúc hoặc là thể chất, các vấn đề có thể bắt nguồn từ cái cuộc tấn công tâm linh ở đây. Trong đó ai đó họ đã gửi cái sự tức giận hoặc ghen tị, năng lượng của họ theo hướng về phía bạn ha. Hãy cầu nguyện cùng với vũ trụ và đồng thời kêu cầu các thiên thần giúp đỡ cho bạn, giải tỏa và che chở cho bạn. Bạn hãy hình dung rằng bạn đang ở trong một cái bong bóng bảo vệ bằng ánh sáng tím hoàng gia. Đó là cái ánh sáng hào quang thần thánh của vũ trụ, chỉ cho phép tình yêu ra vào quả cầu của bạn thôi. Ánh sáng màu tím này sẽ đánh bật năng lượng tiêu cực và biến nó thành tình yêu chữa lành cho cả bạn và kẻ tấn công bạn. Vì vậy, thay vì bạn trả đũa hoặc là sợ hãi bất cứ ai đã gửi điều tiêu cực đến bạn cho bạn, thì bạn hãy mở mang tình yêu thương nhiều hơn để có thể chữa lành thế giới này. Và bạn đang được bảo vệ ha, cho nên đừng có lo lắng gì cả. Thì công bằng công lý đã được thực thi trong cuộc sống của bạn rồi. Ai gieo nhân nào gặp quả đó thôi. Còn riêng bạn cứ sống tốt, trời xanh tự an bài và bảo vệ cho bạn ha. Hãy luôn cầu nguyện với thần thánh để giúp đỡ cho bạn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào ha. Và đang những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy các bạn tụ 2 là những người sống rất là nhân từ và tốt bụng ha, đầy sự yêu thương và lãng mạn ở đây. Và bạn là một người có thể là sống giao hòa, thân thiện, thân ái với mọi người xung quanh, và có một cái nhóm cộng đồng riêng hoặc là bạn bè riêng. Sắp tới các bạn sẽ có những cái sự sum họp gia đình, người thân ở đây. Tuy nhiên trong cuộc sống của bạn thì cũng nên đề phòng đến những đối tượng lừa đảo, cướp giật hoặc là những người lừa dối, phản bội bạn ở đây ha. Cẩn trọng với những người đó. Một số bạn ở đây có khả năng là hay gặp bị người khác gọi là nói xấu sau lưng hoặc là gây thị phi cho bạn. Nhưng mà thôi, bạn cứ bỏ qua và đừng có quan tâm đến những người đó. Quan tâm đến cái chất lượng cuộc sống của bạn trước đã. Quan tâm đến cái sự bình yên, cái sự vui vẻ, sự phấn chấn. Quan tâm đến những cái điều mới mẻ trong cuộc sống của bạn đi ha. Đừng quan tâm đến những người tiêu cực. Những người tiêu cực thì cuộc sống của họ luôn có sự buồn bã, bất an, không có vui. Cho nên nhiều khi người ta thấy bạn vui quá, người ta không muốn bạn vui, người ta khiến bạn buồn như họ. Thì bạn phải ý thức được cuộc sống của bạn, giá trị của bạn, cảm xúc của bạn, tinh thần của bạn là của bạn, mà phải biết bảo vệ nó và đừng để người khác ảnh hưởng đến nó ha. Rồi để xem 24 tiếng tiếp theo của các bạn tụ 2 sẽ như thế nào. Mình thấy ở đây thì có khả năng là các bạn sẽ có sự tương tác với một người mang năng lượng nữ. Đây là một người có khả năng làm ra tài chính tốt, vững vàng trong cuộc sống và
có khả năng họ sẽ cho bạn lời khuyên hoặc là hỗ trợ về tinh thần, là hỗ trợ vật chất tiền tài gì đó cho bạn. Một số bạn có nguồn tiền trong vòng 24 tháng tiếp theo này ha, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó ở đây. Một vài bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn hơi mệt mỏi, hơi kiệt sức, cho nên nên dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý hơn, đặc biệt là chăm sóc cái xương khớp của bạn á ha. Một số bạn thì cần phải có một sự gọi là nghỉ ngơi và đừng để cái sự tiêu cực từ người khác ảnh hưởng đến tinh thần cũng như trái tim của bạn. Mình thấy có khả năng sẽ có những cái cuộc gọi, cuộc hẹn nào đó trong ngày này, hoặc có một cái sự khởi đầu mới gì đó đang diễn ra trong cuộc sống của bạn ở đây. Và bạn cũng có khả năng tiếp xúc với một người mang năng lượng nam. Đây là một người giỏi giang ha, có khả năng gọi là lãnh đạo hoặc là một người đứng đầu một cái tổ chức đoàn thể nào đó. Có khả năng là họ sẽ nói chuyện hoặc là tương tác với bạn, hoặc là một số bạn mới vừa kết thúc một cái mối quan hệ bi thương, bị người yêu phản bội rời khỏi một cái mối quan hệ nào đó mà bạn không còn gọi là hạnh phúc nữa. Bạn có sự chôn vùi cái mối quan hệ đó và tập trung vào bản thân của mình, tập trung vào công việc, sự nghiệp, tài chính của bạn ở đây, thì có khả năng là các bạn sẽ có một cuộc nói chuyện hoặc là một người bạn nào đó ở xa, họ muốn tương tác, họ muốn trò chuyện, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn ở đây ha. Một vài bạn sẽ có những chuyến đi đi du lịch, hoặc là các bạn sẽ có đi đi di chuyển đi đâu đó, hoặc là đi đi rút tiền cũng có khả năng. Một vài bạn sẽ mua chiếc xe mới ha, nhưng mà ngày hôm nay nếu mà bạn có sự gọi là ký kết làm ăn kinh doanh mua bán thì xem xét kỹ lưỡng giấy tờ để không có sự gọi là bị hớ ở trong đây. Và trong giai đoạn ngày ngày hôm nay nếu mà ai đó mượn tiền hay gì đó thì nên cẩn trọng, để không thôi là sẽ bị lừa đảo, sẽ bị chiếm đoạt tài sản hoặc là lợi dụng lòng tin. Cho nên là ngày hôm nay trong vòng 24 tiếng tiếp theo này, từng tiết chế suy nghĩ cẩn thận, biết bảo vệ tiền bạc để không có sự mất mát ở đây ha. Một vài bạn có khả năng được ai đó tặng hoa hoặc là gửi cái sự khen ngợi đến bạn. Và trong ngày hôm nay mình thấy các bạn lái xe cẩn thận ha, đừng lái xe nhanh quá, xem xét cẩn thận đường đi nước bước để không có gây ảnh hưởng đến cơ thể vật chất của bạn. Và nếu như bạn có làm một cái kế hoạch hoặc là một cái công việc gì đó, mình thấy bạn sẽ đạt thành công nếu mà bạn vững tâm và bạn có một sự quyết tâm, để đừng để những cái lời phê bình phán xét từ người khác ảnh hưởng đến bạn. Thì bạn sẽ có một cái sự gọi là vui vẻ phấn chấn hơn. Trong cuối ngày mình thấy bạn rất là phấn chấn, tinh thần bạn rất là vững mạnh và có sự thoải mái nữa. Còn trong đầu ngày thì hơi mệt mỏi, dường như là sức khỏe có sự cạn kiệt á, còn phải có thời gian để tịnh dưỡng, cũng hồi ảnh hưởng đến tim mạch nữa đó ha. Trong vòng 24 tiếng tiếp theo thì mình thấy chỉ là bạn nên cẩn trọng với những đối tượng lừa đảo thôi ha. Gọi điện tin nhắn gì đó nói bạn trúng số hay gì đó, hoặc là khuyến mãi thì bạn nên cẩn trọng với bảo mật thông tin, hoặc là đi ngoài xe là phải khóa cửa, khóa xe cẩn thận nha. Còn bạn cẩn thận thì không có gì xảy ra hết, chỉ là khuyên bạn thôi để bạn tránh thôi. Ở đây là một số bạn, các bạn có một cái sự gọi là dâng tràn những cảm xúc yêu thương ha, nồng nàn, có sự sáng tạo nhiệt tình ở đây. Một vài bạn dường như là các bạn có những cái sự khởi đầu mới gì đó trong tình yêu, hoặc là các bạn có sự hẹn hò gặp gỡ người yêu của mình. Một số bạn có sự đoàn tụ người yêu ở xa về thăm các bạn ha, có một vài trường hợp thì như vậy. Mình thấy ở đây các bạn có sự cân bằng trở lại, các bạn có sự gọi là mạnh mẽ hơn và tinh tấn hơn, thoải mái hơn để phát triển cuộc sống, công việc, sự nghiệp của bạn. Mình thấy đây là cái thời điểm để bạn có thể là tập trung cho những cái hướng đi mới, mục tiêu mới, con đường mới của bạn ở đây. Mình thấy bạn rất là phấn chấn với cái điều đó trong vòng cuối ngày, trong vòng cuối của 24 tiếng tiếp theo á ha. Và mình thấy dường như bạn có sự gọi là tươi tắn hơn, mọi thứ được làm rõ. Giống như là cái điều gì đó bạn cảm thấy nó bị mù mờ, bị che khuất, thì bây giờ mọi thứ được làm rõ, được sáng láng, cảm thấy yêu đời hơn và trọn vẹn hơn. Một số bạn thì 24 tiếng tiếp theo này có khả năng là trong cái ba buổi chủ nhật này có khả năng là hơi nắng nóng, cho nên bạn cũng nhớ gọi là sức kem chống nắng hoặc là mang nón, mang dù đó nha. Uống nước nhiều vô ha. Mình thấy bạn sẽ khá là tỏa sáng và tâm điểm của sự chú ý và có sự thu hút mọi người ở đây nữa.
Và ở đây lá bài này cho thấy rằng á, cái người hoặc là tình huống mà bạn đang hỏi có nhiều mặt, giống như một viên đá quý vậy đó. Vậy đó có nghĩa là có nhiều khía cạnh khác nhau để xem xét, không có một cái sự thật đơn giản nào ở đây cả, mà có một cái số sự thật có thể là tạo ra mâu thuẫn hay là mâu thuẫn và nhầm lẫn gì đó ở đây. Bạn cần thành thật với chính mình về việc những khác biệt này có thể chấp nhận được hay là khiến bạn khó chịu ha. Nếu bạn đang hỏi về một người nào đó thì ở đây là một cái mối quan hệ phức tạp và khó đoán. Một số có thể coi là điều này là thú vị, trong khi những người khác thấy nó là chứa quá nhiều kịch tính. Thì hầu hết mọi người đều có cái suy nghĩ riêng của họ. Miễn là cái người đối tượng của bạn họ cư xử có đạo đức và có chính trực thì bạn có thể hưởng lợi từ cái mối quan hệ này ha. Nếu như bạn đang có những câu hỏi về một cái tình huống cụ thể nào đó thì lá bài này dấu hiệu cho thấy không có câu trả lời nào là đúng nhất. Đôi khi điều này là do các lựa chọn tự nguyện hiện đang định hình kết quả và không có gì xác định được trước cả. Trong một số trường hợp thì đây một cái việc giải thích là có một cái tình huống tích cực hay không mà tùy thuộc vào cái thị hiếu và cái sở thích của từng cá nhân nữa. Nhìn chung cảm thấy thoải mái với sự mơ hồ và một tương lai không xác định là cơ hội để bạn trở thành đạo diễn cho kiệt tác điện ảnh đang ra mắt của chính mình ha. Bạn được tạo ra theo hình ảnh và chân dung của vũ trụ, vì vậy bạn có thể tạo ra một hiện tại và tương lai tuyệt vời. Có khả năng là bạn sẽ có sự mơ hồ trong mọi việc, cuộc sống, con người, nhưng mà bạn có khả năng gọi là tạo ra được những cái ý định sáng tạo hơn, tạo ra được cái kết quả cho cái câu chuyện này. Chính bạn là người quyết định mọi thứ ha. Cho nên là cứ gọi là quẳng gánh lo đi mà vui sống, cứ tận hưởng cuộc sống trước đã ha. Chuyện gì tới thì tới, mọi chuyện cũng sẽ có sự sáng tỏ mà thôi. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trả bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người nhìn rất là quyền lực luôn ha. Giỏi ăn nói, có khả năng thu phục, thu hút người khác. Những người sống rất là chân tình, điềm tĩnh và có sự gọi là đạo mạo, điềm đạm, có sức hút. Và là những người có những cái kế hoạch, có đường hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Và những người luôn biết đối đầu với thử thách để có thể gọi là vượt qua được tất cả và thành công. Một số bạn ở đây thì mình thấy khả năng bạn là một người có thể là biết nhìn xa trông rộng, có trực giác cao ha. Rồi, để xem 24 tiếng tiếp theo của bạn sẽ như thế nào. Một số bạn sẽ có nguồn tiền ha, tiền lương, tiền hưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó. Một số bạn sẽ trồng cây và đồng thời các bạn có thể là sẽ có một cái sự gọi là tiết kiệm tiền bạc, không có dám tiêu xài phung phí ở đây nữa. Và trong giai đoạn này một số bạn hơi bị gọi là nhức đầu, mệt mỏi, trăn trở, suy nghĩ miên man gì đó, hoặc có nhiều cái tưởng tượng, những cái ám ảnh nó khiến bạn có một sự gọi là băn khoăn ở đây, thì các bạn nên tiết chế lại ha. Có thể do chu kỳ mặt trăng nó ảnh hưởng đó. Và trực giác của bạn đang lên cao nữa. Và trong 24 tiếng tiếp theo này, tránh cho vay mượn tiền nha. Tránh gọi là cho vay mượn tiền, hoặc là tránh tiếp xúc với những người tiêu cực. Những người nào có thể là cũng có những người thị phi, hoặc là nó tới nó lui, hoặc là khiến cho bạn có sự mệt mỏi về cái ý định mưu toan muốn dập tắt cái sự tích cực của bạn đó. Cho nên là cần phải có một sự gọi là kiên dè và phòng vệ bản thân của mình, bảo toàn năng lượng của mình. Đừng để lời ăn tiếng nói của người khác ảnh hưởng đến tinh thần của bạn trong lúc này ha. Phải biết kiểm soát cảm xúc của bạn thì bạn mới trở nên nguy hiểm được. Một số bạn ở đây mình thấy khả năng là các bạn sẽ có được một cái lời khen, món quà, hoặc là một cái sự động viên về tinh thần ở đây. Có một cái niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn gì đó. Một vài bạn ngày hôm nay, nếu trong vòng 24 tiếng tiếp theo này, nếu như mà có ai đó tán tỉnh tỏ tình bạn, thì bạn phải xem xét kỹ lưỡng để xem người đó họ có thực tình hay không. Mình thấy là có những đối tượng lừa đảo hoặc là muốn lợi dụng tình yêu ở đây ha, nên cẩn trọng kỹ lưỡng ha. Mình thấy có khả năng một số bạn nữ ở đây khá là xinh đẹp, cho nên được nhiều người săn đón bạn.
gửi lời ngợi khen hoặc là muốn chia sẻ tình yêu với bạn, muốn kết nối tình cảm với bạn ở đây. Còn cái việc quyết định hay không là do bạn ha. Mình chỉ bảo các bạn nên cẩn trọng thôi. Thì bạn có sự thông minh tài trí mà bạn có thể nhìn ra được ai đúng ai sai, ai là người thực sự chân thành, ai thực sự không đúng, để có thể gọi loại bỏ người đó, để không có bị ảnh hưởng đến bản thân của mình. Một vài bạn thì mình thấy khả năng trong ngày hôm nay là trong vòng 24 tiếng tiếp theo là có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự gọi là đánh giá về cái hành trình của bạn đã đi qua. Bạn có sự gọi là tưởng thưởng cho bản thân một cái ly nước uống bạn thích, hoặc là cái sự tôn vinh bản thân và tiếp tục viết lên cái con đường, cái kế hoạch trong năm mới ha. Ngày hôm nay mà có liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, pháp lý hay là bất cứ những cái vấn đề nào mà nó mang cái tính cách nghiêm trọng á, nó quan trọng á, thì bạn nên kỹ lưỡng nha, đừng có để có sự mù mờ này ảnh hưởng đến bạn ha. Có sự mù mờ phải làm rõ ở đây đồng thời hãy hỏi xin ý kiến người khác nếu như bạn cần. Nếu mà bạn cảm thấy mọi thứ có vẻ như bạn cảm thấy bức rất khó chịu, ai đó mời gọi làm ăn kinh doanh gì đó, thì tốt nhất là đừng nên nhận lời ha. Kỹ lưỡng, vì mình thấy ngày trong vòng 24 tiếp theo là những cái đối tượng không có tốt, họ đang tâm tia bạn. Thì đây chỉ là những cái lời khuyên để bạn không có ra xa và có cạm bẫy thôi ha. Còn nếu như bạn có sự gọi là suy xét, cẩn thận, kỹ lưỡng thì không có chuyện gì xảy ra cả. Một vài bạn nếu mà đi rút tiền thì nên đi theo một vài người bạn gia đình gì đó, để không có bị người khác gọi là cướp giật lừa đảo. Vì trong giai đoạn này thì cuộc sống đang khó khăn, cho nên nhiều người thì bần cùng xin đào tặc đó. Cho nên các bạn cẩn trọng ha. Một số bạn, các bạn có sự rồi là rời đi khỏi một cái môi trường nào đó mà nó không còn phù hợp với bạn. Một số bạn hơi bị mệt mỏi về mặt tinh thần hoặc là thể chất ở đây, có sự giống như là bị cạn kiệt nguồn năng lượng á. Thì nên nghỉ ngơi, nên dành thời gian cho bản thân, không nên tiếp xúc nhiều người quá. Ngày hôm nay có khả năng sẽ bỏ ra số tiền để mua hàng trên mạng hay gì đó, có anh shipper nào đó đến tìm bạn đó. Với ngày trong vòng 24 tiếp theo này mình nói rồi, cái vấn đề tiền bạc, ví dụ như bạn có sự trao đổi tiền bạc qua lại thì cũng phải sẽ đếm nha, đếm kỹ nha, không thôi là sẽ bị nó gọi là kiểu như là bị nhầm lẫn ở đây á. Hoặc là các bạn có một cái sự gọi là mua sắm thì phải cẩn trọng ha, xem xét kỹ lưỡng cái món đồ mình mua, kiểm hàng trước khi thanh toán chẳng hạn. Hoặc là muốn làm ăn kinh doanh với ai đó hoặc ai đó mượn tiền thì mình thấy bạn nên kỹ lưỡng đi, tốt nhất là thôi, nên có sự gọi là từ chối khéo đi ha, không thôi là sẽ có một cái trường hợp khiến bạn bị hoang mang, bạn lo lắng còn hơn nữa, có một cái hình tượng cao chạy xa bay nữa ha. Bạn sẽ tự khiến cho bản thân bạn bị mắc kẹt, bị bồn chồn, bị buồn bã đó, cho nên là nên tránh những cái trường hợp đó đi. Rời xa những cái tình huống khiến cho bạn có một cái sự bức bối và khó chịu, rời xa những cái tình huống khiến bạn cảm thấy khó xử. Cái gì mà bạn cảm thấy không được thì mình nên từ chối ngay lúc đầu, đừng có dây dưa, đúng không, là nó còn khiến cho cuộc sống của bạn nó mệt mỏi thêm. Ở đây một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 ha, thì ở đây mình thấy là cái vấn đề của bạn đang hỏi nó có rất là nhiều cái khía cạnh, cho nên bạn cần phải có sự suy xét kỹ lưỡng, phân tích ở đây. Và có những người này á, bạn đang hỏi về những tình huống con người ở đây, thì có khả năng là các bạn đừng nên nhìn mọi thứ ở một hướng và phải biết phân định ăn thua là cái suy nghĩ của bạn như thế nào thôi. Có khả năng là họ thể hiện ra không đúng như những gì mà bản chất thực sự của họ ha, cho nên phải biết suy xét rõ ràng, kỹ lưỡng. Và hãy có một cái sự gọi là suy nghĩ thấu đáo trước khi ký hoặc là đầu tư tiền vào bất kỳ cứ những cái lĩnh vực tài chính nào. Và những người mà bạn tiếp xúc trong 24 tiếp theo này mà nên cẩn trọng, vì có những người họ không tốt ha, ăn thua cách bạn suy nghĩ phân định thôi ha, cẩn thận, cẩn trọng và kỹ lưỡng.
Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.